Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dượng Phát, địa chỉ là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thì bữa giờ mấy bạn thấy các bạn Hân mà lên clip video của mình á, thì thấy như thế nào? Có hài hước, có dễ thương không? Nếu mà có thì cho mình xin một comment ở bên dưới ha. Và mình cũng đang đào tạo để bạn quen với ống kính, để có thể lên đây mà làm clip nhiều cho mấy anh trai, chị gái đều xem ha. Đấy, rồi, thì hiện tại thì hôm nay em sẽ báo giá cho anh chị một cái dòng xe là Future tiếp tục luôn. Đây là dòng xe Future, tại vì bữa tuần trước em đã báo giá rồi thì giá nó cũng chả thay đổi gì đâu. Nhưng mà từ này em có một cái màu sơn này là màu xanh matcha này, em làm nó quá đẹp luôn anh chị. Thì em sẽ giới thiệu sơ cho anh chị một tí xíu rồi em sẽ quay tổng thể cho anh chị xem cái chiếc Future này cho anh chị xem ha. Về sự comment của anh chị và Future này á, rất là nhiều ý kiến luôn. Thì nhiều anh chị nói là cái phần vô số của nó khá là khó chịu. Một số anh trai nói là cái phần đó thì mình chịu khó mình đi thôi. Đấy, thì nói chung Future á, em mong rằng Honda Việt Nam có thể lắng nghe được người tiêu dùng và làm lại cho cái hộp số này của nó, cho nó thật là ngon lành, để mấy anh trai, mấy chị gái á, mình đi xe Future đừng phải đỡ phải vô số nó rất là khó khăn này nọ kiểu ha. Đấy, và năm 2024 thì em mong là Future nó sẽ ra mắt một phiên bản hoàn toàn mới, không quá mập mạp, không quá thô đâu. Và ít nhất cũng phải tinh chỉnh là xíu về động cơ, dàn áo nó hơi bị cứng cáp tí xíu nè, động cơ và số má nọ kiểu nó sẽ ngon lành tí xíu ha anh chị ha. Rồi vậy thì giá hiện tại Honda Future bên cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dưỡng Phát bên em là bao nhiêu ạ? Bây giờ em sẽ báo giá cho anh chị ha. Honda Future đâu rồi, Honda Future đây, phiên bản bánh căm hiện tại giá bên em giảm giá xuống nha anh chị, hiện tại bây giờ chỉ còn có 32,5 triệu thôi. Phiên bản mà bánh mâm thì hiện tại giá là 34 triệu, phiên bản mà màu trắng đỏ thì sẽ mức giá là 35 triệu đã bao gồm thuế VAT rồi. Giá hiện tại Future cũng đang giảm xuống, như là SH thì hiện tại nó đang tăng giá lên từ từ. Future hiện tại người Honda đang cho chương trình mà giảm xuống, bán rẻ xuống để chia, để giải tồn mấy thằng này. Đấy, để giải tồn. Đó, đó là anh chị nào mà hiện tại mình muốn mua Future, một chiếc xe để mình phục vụ cho gia đình, phục vụ cho bản thân mình đi làm, đi cày, đi cấy này nọ, thì em nghĩ là Future mua thời điểm này cũng khá là hợp lý rồi. Còn vấn đề trả góp á, thì anh trai chị gái mình có thể gọi là mua trả góp bằng cách là đem theo chip cái căn cước công dân có gắn chip là sẽ mua trả góp được. Còn có bảo hiểm y tế hay là bảng lương này nọ kiểu á, của công ty đem theo giúp cho em, thì anh chị sẽ được hưởng một mức lãi suất cực kỳ là ưu đãi luôn nha anh chị ha. Làm ơn anh chị đừng nghe những cửa hàng nào khác mà lấy xe Future về 2 triệu, 3 triệu hay không cần trả trước. Em nói thật là vứt luôn, thật sự. Tại vì anh chị biết sao không, mình trả cái đó là mức lãi mình còng lưng, trả còng luôn, trả mệt mỏi luôn. Nên là anh chị phải lưu ý vấn đề đó ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xem chiếc Future màu xanh này như thế nào. Mấy anh trai chị gái nhìn nè, màu xanh matcha bên em nha, đẹp cực kỳ, đẹp xuất sắc luôn. Rồi, đây là phần đầu ha, phần bụng nè. Trời ơi, chiếc này em nói thiệt nha, khi mà em quay clip lên chắc là nhiều người mua lắm luôn á. Tại vì màu xanh matcha này rất nhiều người chuộng từ rất lâu rồi. Nhưng mà đây là cái bộ tem mới bên em, bộ tem mới bên em ha. Đấy. Rồi, em cho anh chị nhìn cái góc cạnh này, là anh chị thấy chiếc xe nó lên màu xanh mà lên với cái dàn nhựa màu đen nhám này, là đẹp cực kỳ luôn, không chơi vào đâu được luôn anh chị. Thấy chưa? Đó. À, chưa. Rồi. Ngoài màu này ra thì em còn những màu khác nữa. Hiện tại Future bên em cũng còn rất là nhiều hàng cho anh chị luôn. Trời ơi, bên em là bao màu sơn độ cho anh chị luôn. Thì khi mà sơn màu sơn độ như thế này á, bên em sẽ tính phí cho anh chị là 3 triệu ha. Thì trong đó thì em sẽ hỗ trợ anh chị thay đổi màu sơn trên cà vẹt cho anh chị luôn. Đi cho nó đúng lệ, hợp phí, hợp lý, hợp pháp này nọ kiểu ha. Đấy, ở đây là màu xanh, gọi là màu xanh quay thái nè. Đó, ok ha. Rồi, màu đỏ nè, đỏ candy nè. Phiên bản này bánh mâm ha, bánh mâm thắng đĩa. Nếu mà anh chị mới đi màu đỏ này, em khuyên anh chị nên đi phiên bản bánh căm thắng đĩa là đẹp nhất. Rồi, 3 triệu tiền phí màu sơn. Còn anh chị nào mà muốn lên đĩa nó đẹp, đĩa độ hay mâm độ thì bên em vẫn có cho anh chị luôn. Bảo hành đàng hoàng cho anh chị luôn ha. Đấy, rồi anh chị có thắc mắc những vấn đề gì hay là muốn biết giá lăn bánh ra sao thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở dưới bên góc màn hình 0785888030. Hoặc muốn xem chi tiết xe như thế nào, màu sơn hay là muốn sơn xe theo yêu cầu cũng liên hệ với em luôn, để tụi em có thể tư vấn cho anh chị ha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã xem kênh Cua Vlog 61. Xin chào và hẹn gặp anh chị ở những clip theo. Sắp tới khi nào có thông tin nhiều hơn về chiếc
Future 2024 em sẽ cập nhật thêm cho mấy anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.